Đơn hàng cho cô dâu ngày hôm nay gồm có một đôi bông và một dây chuyền. Tất cả là 3 viên hồng xoàn 5 ly 4 nước đi, độ sạch cao nhất luôn IF. Giá của mỗi cái viên này là 103 triệu. Do chị này chị lấy 3 viên, bên mình là tính giá hấp dẫn nhất luôn, 97 triệu một viên cho nước đi, độ sạch là IF, sạch tuyệt đối siêu hiếm nha. Thì cái đôi bông hồng xoàn và cái mặt dây chuyền xoàn này là đều có tấm tròn. Riêng cái đôi bông hồng xoàn là trọng lượng nặng là 3,01 gram vàng, có 22 viên hộp xoàn tròn là từ 1 ly 8 đến 2 ly. Thì giá của cái đôi bông hộp xoàn này là 20.500.000 và giấy giám định của mỗi viên. Tất cả là nước đi, độ sạch IF và rất là nặng giác, 0.63 phôi trở lên, hai giấy giám định luôn nha. Còn phần mặt dây chuyền, mặt dây chuyền là có tất cả là 8 viên hộp xoàn 2 ly 2, độ sạch là VVS1 đến VVS2, 2 ly 2 8 viên. Trọng lượng vàng là 2,63 gram vàng, vàng ý 750. Và cái viên chủ cũng là 5 ly 4 nước đi, độ sạch là IF. Cái này là lên cho cô dâu của mình, là cô dâu rất là thích chính nút, là đeo 5 ly 4. Và bây giờ là mình sẽ xôn lại 3 giấy giám định của 3 viên hộp xoàn này ha. Tất cả những viên kim cương này là nước đi, độ sạch là IF hết. Và giá mình bán rất là rẻ, 3 viên là 291 triệu cộng cho cái phần vỏ đôi bông và vỏ mặt dây chuyền là 35 triệu nữa. Thì tổng cộng là cái combo này là 326 triệu. Nguyên cái combo này là 326 triệu, gồm có vỏ một nước đi IF nha khách 5 ly 4. Mua hàng vui lòng gọi em 0907 463131.